Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu có dịp là phân tích ra một cái dòng sản phẩm townhouse hay gọi là nhà phố của dự án Zai Gai Nhà Bè, một cái sản phẩm gọi là được rất là nhiều khách hàng mong đợi. Đợt mở bán đầu năm 2020 thì tỷ lệ chọi còn hơn tỷ lệ chọi của những cái trường đại học và danh tiếng tại Việt Nam. Chỉ có khoảng 200 căn nhà phố số hào biệt thự mà có đến hơn 10.000 cái booking ha để đặt mua cái sản phẩm này, nên là tỷ lệ chọi một hơn mười mấy, nên nó là rất là hấp dẫn khi mà khách hàng sở hữu được. Nên là những cái sản phẩm mà nhà phố mà khách hàng đã sở hữu trong thời gian vừa qua thì mức độ sinh lời gần như là x2 theo cái mức giá được công bố năm 2020. Thì hôm nay cái sản phẩm nhà phố là diện tích là 7 x 17, được thiết kế là một trệt hai lầu, có một ít sân thượng và áp mái. Diện tích 7 x 17 thì tổng số căn của dự án này là khoảng 66 căn trên 359 căn nhà phố, nằm mặt sau của đường Nguyễn Hữu Thọ và có hướng là hướng Tây Nam và hướng một số căn hướng Tây ha. Ở đây gọi là những căn nhà phố liền kề nên được thiết kế là chùa trước và chùa sau, bên hông thì gọi là liền nhau và thành một căn dãy căn nhà phố nằm mặt sau đường Nguyễn Hữu Thọ, được thiết kế là một trệt hai lầu áp mái ha. Đây, quý anh chị có thể nhìn rõ về cái thiết kế của cái căn nhà phố này. Đối với căn nhà phố này thì mình có thể là xây dựng full hết luôn là ngang 7m, và phía trước mình chừa sân vườn là 5m, là có lối đi bộ và xe hơi. Bên trong thì mình thiết kế phòng khách, nơi trồng hoa và một cái toilet và một cái dãy bếp, mặt sau là mình chừa sân vườn. Tầng trên cùng thì mình thiết kế gần như là hai phòng ngủ, có một phòng master bedroom và một phòng bedroom, lối chừa cầu thang và có hai toilet. Tầng thứ hai mình tương tự, mình cũng có hai phòng ngủ, một là bedroom và hai phòng là bedroom và lối cầu thang, và có một cái phòng sinh hoạt chung và đặc biệt là một cái ban công rất là lớn ha. Rồi tầng sân thượng và áp mái thì có một cái lối sân thượng phía trước để có thể là mình chiêu mình ngắm cảnh toàn dự án, và có cái áp mái để chứa những cái bồn nước nóng lạnh. Và ở đây thì chủ đầu tư thiết kế làm cái dạng như kiểu máy ngoái rất là đẹp, là nó sẽ có một cái sự đồng bộ tất cả những cái căn nhà phố với nhau. Rồi, để có nhiều cái thông tin hơn nữa về cái căn nhà phố của dự án Zai River County One thuộc dự án Zai Gai Nhà Bè, thì quý anh chị liên lạc ngay với Phước Sửu theo cái số hotline bên dưới để Phước Sửu sẽ tổng hợp những thông tin và những cái căn nhà phố đang cần bán trong thời điểm này để cho quý anh chị chọn là một nơi ở và một nơi đầu tư sinh lời cao nhất tại dự án Nhà Bè này nhé.